Nữ nghệ sĩ cho biết, tôi muốn về Việt Nam để an hưởng tuổi già, chứ không phải về Việt Nam để đi hát kiếm tiền. Là nghệ sĩ đầu tiên về Việt Nam và được cấp phép biểu diễn, nghệ sĩ Hương Lan cho biết thủ tục xin cấp phép để biểu diễn ở Việt Nam hiện vẫn đang khó khăn. Trước đây, Bộ cấp phép một giấy phép cá nhân được biểu diễn ở Việt Nam, nhưng là giấy phép cá nhân có hiệu lực 3 tháng. Nếu đơn vị tổ chức biểu diễn muốn mời nghệ sĩ hải ngoại đi hát thì đơn vị đó phải xin giấy phép tổ chức một lần nữa. Việc giấy phép trồng giấy phép gây khá nhiều khó khăn cho nghệ sĩ nước ngoài muốn biểu diễn tại Việt Nam. Không những thế, việc trở về quê hương của Hương Lan còn gặp rất nhiều khê nghi ngại từ công chúng hải ngoại và trong nước. Trước những ngờ vực về lý do giọng ca nổi tiếng hải ngoại về nước, Hương Lan thẳng thắn chia sẻ: "Tôi là nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam rồi mới ra nước ngoài lập nghiệp. Xa quê đã lâu, tôi chỉ muốn về Việt Nam hát cho khán giả thương mến mình nghe. Lập trường của tôi là người nghệ sĩ biết cống hiến nghệ thuật cho khán giả yêu thương mình. Đừng quàng tôi vào những động cơ hay mục đích nào khác, tôi xin khán giả hai bên. Cho tôi ra khỏi vòng nghi ngờ, tôi chỉ muốn là một nghệ sĩ thuần túy và xin cho tôi được sống với cảm nghĩ thật của tôi. Khán giả ở đâu, thương Hương Lan là Hương Lan tìm đến đó." 10 năm kể từ khi trở về nước, ngoài việc xin cấp phép biểu diễn và đối diện với dòng dư luận bày tỏ ý kiến quy trục, nếu không phải vì một phụ nữ mạnh mẽ, có lập trường, một nghệ sĩ khẳng định được tài năng của mình từ nhỏ đến lớn, có lẽ khó ai có thể vượt qua được những sóng gió thị phi như Hương Lan. Mỗi khi về nước Việt Nam để biểu diễn hoặc nghỉ ngơi, Hương Lan thường tổ chức những hoạt động từ thiện và tham gia hỗ trợ quỹ gây giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh khó khăn trong nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.